Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai chiều nay đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ đài hiện có 6 chi bộ trực thuộc với gần 90 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đài đã lãnh đạo thực hiện được nhiều chỉ tiêu đề ra như thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng được các chương trình phát sóng phù hợp với xu hướng phát triển của truyền thông thế giới và trong nước. Nhiều tác phẩm phát thanh truyền hình đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc. Hàng năm Đảng bộ đài đều giữ vững danh hiệu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như công tác phát triển đảng viên mới, tỷ lệ phóng viên, biên tập viên được đào tạo lý luận chính trị trung cấp trở lên còn thấp. Việc thu hút nguồn tài trợ, quảng cáo gặp khó khăn. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy đài tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị phát thanh truyền hình, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, tiếp tục xây dựng Đảng bộ đài trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.